tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày hôm nay, số ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly mới là 1, số ca bệnh được điều trị và lấy mẫu là 1. Tính đến 17 giờ ngày 4 tháng 2, trên địa bàn tỉnh hiện có tổng cộng 92 người đang được cách ly theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến, trong đó đang cách ly điều trị và theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm là 8 trường hợp, và đã có 5 trường hợp cho kết quả âm tính. Tất cả các trường hợp này đều có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona. Để chủ động phòng chống dịch, ngành y tế vẫn tiếp tục điều tra giám sát các trường hợp mắc hoặc nghi mắc mới để có biện pháp xử lý phù hợp, theo dõi cách ly các đối tượng đang nghi ngờ, hoàn thành việc phun thuốc khử khuẩn tại các trường học, khu công cộng, đồng thời tăng cường công tác truyền thông, mua sắm đầy đủ vật tư trang thiết bị, thuốc, hóa chất, củng cố khu vực cách ly tại các tuyến, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.